techno quậy cho chị nghe nha. Không, thường thường á, Vân á, nó thích hát techno lắm mà nó không có được cơ hội nó hát. Bây giờ á, chương trình cũng sắp hết giờ rồi, giờ chị cho Vân đứng đây quậy với chị được không? Xin dành chọn cho em được không? Có, rồi. Có bài không? Bây giờ vậy nè, Vân muốn hát bài gì chị theo Vân. Bên có không? Ok rồi. Quý vị ơi, có muốn thấy Mai Thiên Vân nhảy techno không ạ? À? Đừng vội vàng say cuốn.
11 giờ chúng ta phải đóng cửa.